tôi giới thiệu một cái loại cần mà trước đây tôi cũng không thích lắm, nhưng bây giờ càng câu thì nó lại càng thích. Đó là cần Takamitikno. Thì người sáng lập ra cái cần này ấy, thì ông tên là ông Takemi Uehara. Và được cái giới mà sản xuất cần ở Nhật ấy, họ gọi là quái kiệt. Vì quái kiệt là không sai, bởi vì thực ra tôi nghe nói anh này ấy, trước đây là một kỹ sư chuyên làm cần của Shimano. Và anh ấy sau một thời gian anh làm, anh góp ý rất nhiều thứ để mà có một concept mới cho cần, loại là cái loại là solid carbon. Thì có hình như thời gian đấy hãng Shimano họ không đồng ý, bởi họ làm tiêu bi blank nó quen rồi. Đâm anh ấy xin nghỉ, anh ấy ra ngoài, anh ấy mở ra cái cần đó, anh đặt tên của anh luôn là Takami Techno đó. Và cái cần ấy đặc biệt là gì, vào cái thời gian cách đây được khoảng 5 năm 6 năm ấy, nó không giống ai cả. Bởi vì chả ai nghĩ ra một cái cần sờ lông mà đặt 100%, chả ai nghĩ ra cả. Và khi anh nghĩ ra cái cần này thì phải nói là rất vất vả. Nghĩa là gì, là nhiều nhà chuyên môn về cần câu họ phản đối, thậm chí họ có thể không phản đối, bởi vì là ông ý nghĩ ra một loại cần khác. Nhưng mà khi mà ra rồi thì anh mới trình bày cái concept của anh ấy, là gì, đối với loại cần slow ấy là chỉ có rũ rích chứ không dám gọi fighting. Thì anh này anh ý vẫn dựa trên concept làm cái cần slow dịu dàng, có thể rũ rích được đó, nhưng vẫn là fighting parabol. Đây, kiểu này cũng được. Và parabol thế này, nó giải quyết được là gì, là vẫn cái phương pháp là concept flow và parabol, và có thể uốn cong, là mình để dùng đơn giản, có thể uốn cong khi chiến đấu với cá. Hiện nay là nếu cái cần slow truyền thống và đúng nguyên bản ban đầu thì không làm được, uốn cong là gãy ngay đó. Cái cần này nó ra như vậy. Và chiếc đến thứ hai là gì, là anh ấy cũng xuất thân làm từ một kỹ sư, và anh hiểu là với cái cần này ấy, ngoài việc là câu nhạy uốn cong được và phải bền, có nghĩa là câu với thời gian nó đâm ra cần rất bền, gần như nếu các bạn hay search trên mạng, gần như không ai phàn nàn về cái dòng cần Takami để bị gãy cần cả. Đó, do đó là từ trạng thái thờ ơ của nhiều cầu thủ bây giờ ấy, là rất nhiều người là từng bước âm thầm yêu thằng lúc nào không biết và mua nó. Đó, trước đây họ sản xuất hai model, là một loại là carbon cao gọi là low modulus, và loại carbon thấp là low modulus, và cao là high modulus. Thì thực ra là sau một thời gian họ sản xuất và bán hàng ấy, thì nhiều người thích cái loại mà hàm lượng carbon thấp hơn. Nhưng cái này nó hay nhé, là 100% carbon, các hãng khác có thể 99, 98, 97, nhưng thằng là 100 đó, 100% carbon. Và low modulus thì họ dùng là các con truyền thống của Nhật. Thì tôi có nhiều lần dò hỏi rồi thì họ chỉ nói là các con truyền thống, và sản xuất trên một loại carbon là thuần khiết Nhật Bản, và đảm bảo là bền đến rất bền. Nó nhạy không? Nhạy chứ, bởi vì nó 100% carbon mà, làm sao không nhạy được, nó có pha cái gì đâu mà không nhạy. Tuy nhiên khi câu ấy thì mọi người có cảm giác nó hơi bì. Vì sao? Bởi vì nó đặc, chứ không phải là nó không nhạy. Nhạy như bình thường nhưng mà nó hơi bì. Nhưng mà ngược lại là gì? Bền, rất khỏe, câu rất dễ. Và cái hay của cái cần này này, câu slow được, câu hai bit được, hãng là ghi rõ luôn. Với cái cần này mắc 500 là slow, hai bit 250 họ ghi luôn, chứ không phải khuyến cáo là không câu đường, họ nói luôn thích câu phát cứ câu 250 và test rồi rất tuyệt vời, 500 nhẹ nhàng này. Theo tôi là nếu mà có điều kiện mà mua thêm cây cần nữa thì đây là một cây cần khá hay, nên mua sưu tầm, để khi mà trong những lúc ta mệt mỏi, nói thẳng là đi câu Phú Yên mệt mỏi, thì ta chuyển cây cần này. K
cá bất thình lình ta có thể phải tìm được. À, đây cái dòng cần em eo này à, nó có cái hay là gì, nó là theo tôi ấy, thì nó là dạng cái action của nó thì nó là slow fast power action, có nghĩa là gì, xuống thì xuống vừa, fast phải, nó khác cái cổ hãng hai cái cần jam ấy, nó slow fast cái cần direct fast action, còn cái thằng này nó slow xuống fast, là có nghĩa là gì, đối với cần là khi cá đóng có thể đóng cá đây còn vút luôn. Đây xuống nước cũng được, cần slow chính hiệu và truyền thống của Nhật thì tôi không dám thử cái này, chắc chắn thử cái này là ăn đòn, thử bằng máy có thể, nhưng thử bằng kiểu bằng ngón chân bằng tay cái này nó phá cần ngay, nó có thể nổ cần ngay, xuống nước cũng được à, và đồ vật rất mạnh, rất mạnh luôn, mạnh vừa. Đó, đó cái hay của nó, cái khuyết của nó là gì, nó hơi nặng một chút, nhưng nặng thì nặng nó vẫn nhẹ hơn tất cả các cái dòng cần giết khi mà cứ phát trên thị trường. Cái này đây nó cần cỡ khoảng 156 gram, nó model nam rất tuyệt vời, đó, bền khỏe dễ dùng, chảy trước cũng không sợ, bởi vì sao, nó là solid carbon đó. Đấy, sẽ làm lại này, thích này, đó. Và tôi có thể nói là gì, là hãng Takami này là hãng tiên phong đầu tiên trên thế giới. Đấy, và để cái kết thúc cái câu chuyện của ngày hôm nay thì tôi đúc kết lại một số những cái tinh túy nhất của cái dòng cần Slowzik. Thứ nhất là gì, nhẹ, thứ hai là nhạy, thứ ba là cái đồ này rất cao. Đó, cần này câu được mọi ngư trường, mọi mực nước, và cần này các bạn cứ tự tin mà bảo mà bắt cá đi. Đấy, nhưng phải đúng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất, và tốt nhất khi mua cần ở đâu ấy, thì nên đến tận nơi ngồi với cái người có chuyên môn để họ có thể chia sẻ lại những kinh nghiệm họ đã xảy ra rồi, họ bắt cá rồi, để mình chuyến câu tới của mình ấy nó được như ý. Và cái điều quan trọng nữa của cái dòng cần slow này, nó hay cái gì, thế tại sao nó là hay, bởi vì đơn giản thôi là những cái dòng cần slow này sản xuất trên một tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe, có nghĩa là mỗi cây cần ra đều được kiểm tra và kiểm tra rất kỹ càng, từ đến cây phôi cần, quấn cần, quen cần, và kiểm tra kỹ lưỡng. Carbon của nó cũng vậy, là loại đặc biệt. Đặc biệt ở đây có thể là cũng chỉ là Autoray hoặc gì đó, nhưng mà cái tỷ lệ pha chế của nó rất đặc biệt, và khi thành phẩm nó rất đặc biệt. Đấy, hãng thì để có một lớp sơn bóng chống chảy, nhưng riêng cái tip liner này họ không để, vì họ muốn nâng cao tối đa cái độ nhạy, họ chấp nhận hy sinh khi vào đây có thể xước. Đó, hãng thì để, hãng để. Đấy, cái hãng Takami họ thì lại khác, họ sơn bằng sơn chống chảy rất kỹ cái khoen quấn này, kỹ hơn nữa. Vì sao họ muốn là gì, là họ hy sinh một chút cái độ nhạy, nhưng ngược lại là gì, cái độ bền họ lại tăng lên. Đó, à cần là những cây tôi rất ưa thích, và thường thường khi đi mình là tôi qua 3-4-5 cần.
xem hãy cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian cùng với tôi là chia sẻ những cái dòng cần slow này. Đấy, nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ thẳng với tôi thôi, không vấn đề gì cả, chúng ta cùng chia sẻ, ở đây không có đúng có sai. Đấy, tôi cũng vậy, có khi là nói theo quan điểm cá nhân thôi, nhưng có thể mọi người không đồng ý, không sao thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Nếu các bạn mà có những góp ý gì với tôi thì xin liên hệ, và nếu mà các bạn yêu thích và khuyến khích thì cho tôi xin một like. Xin cảm ơn.